Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn chiếc túi đeo bụng nha các bạn. Sản phẩm này của shop là có 5-6 màu ạ. Đây các màu đấy ạ. Chất liệu là chất vải dù gai. Đây ạ, chống thấm nước các bạn nha. Ngăn của nó là có 1, 2, 3, 4 ngăn nha. Đây mặt sau đây ạ. Quai đeo rất là chắc chắn nha các bạn. Khóa kéo rất là trơn tru. Đây các em này, rộng vô cùng luôn, tha hồ đựng đồ ạ. Hai bên hông này còn ngăn phụ nữa nha. Đó. Các bạn sử dụng vô tư luôn. Đấy, sản phẩm là có đen, rêu, hồng, xanh dương, xanh lá, cam.